Mày về chăm lên thì lên cám rồi đúng không? Hả? Đấy, tao toàn cho cá đẻo ấy, mày nhìn cám đây. Giờ tao không chăm nữa. Nói thật đấy. Nó chán thì đẻ bán thì tắm còn đéo mà tắm rửa. Ngồi này đi mới bắt được chim hay luôn.